Hôm nay là thứ bảy, ngày 19 tháng 6 năm 2021. Ngày đầu tiên mình bắt đầu cuộc cải cách quy hoạch lại chỗ nuôi pet của mình. Mình sẽ dọn dẹp lại hết các cái bể nuôi, nuôi rùa, nuôi cá. Và hiện tại thì bây giờ ở ngoài Hà Nội, thời tiết là rất là khắc nghiệt, trời cực kỳ nắng, ở trên này nóng lắm. Nhiệt độ ngoài trời lên đến 50 độ C, còn nhiệt độ trong bóng râm thì nó phải tầm 20 cm, rất là dữ dội. Bây giờ các bạn nhìn đằng sau mình kia là cái khu nuôi pet của mình, các bể rùa, bể cá. Hôm nay mình sẽ bắt đầu dọn dẹp lại, ghi lại nhật ký từng ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên, ngày 19 tháng 6 năm 2021 nhá. Được rồi. Mỗi ngày mình sẽ làm một ít thôi, tại vì nắng lắm. Nếu mà buổi trưa mà hoặc buổi sáng cũng không thể lên đây nổi đâu, trời cực kỳ kinh khủng. Bây giờ đang là hơn 5 giờ chiều rồi mà mọi người thấy rất là nắng. Lên đây thì nói chung là có thể ngộp thở chết luôn. Thế nên là mình sẽ chọn mỗi ngày làm một ít và chọn làm vào cuối giờ chiều thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành dọn dẹp. Mình sẽ chọn cái bể nào đấy để dọn trước, mỗi ngày dọn một bể. Đây, vào ngày hôm qua thì mình được một người em ở trên hội rùa tặng cho em common này. Mọi người nhìn thấy đây là một em common thuần chủng nhá, da đen, mai đen luôn, đầu ít gai. Đây là dòng common thuần chủng, con này khá là dữ. Hôm qua mình mới lấy về, cậu em đấy đang chuyển nhà nên là đã tặng lại hết rùa cho mình. Đây là một trong những con rùa đấy. Làm việc đầu tiên hôm nay của mình dọn dẹp thì sẽ đi làm cái bể cho nó để nuôi. Đây là mình đang để tạm một cái bể nhỏ thôi, giờ mình sẽ phải cải tạo lại một trong những cái bể này để làm chỗ nuôi cho nó. Rồi dần dần mình sẽ phải làm lại hết thôi. Ở trên này nóng dã man. Mỗi ngày mình sẽ chỉ làm được một cái. Hôm nay để mình sẽ chọn cái bể nào nhỉ? Bể này mình sẽ phải hút hết cát ra này. Hút hết cát ra xong rồi mình cho bọn này lên. Mình đang thử nuôi ghép con cá la hán với cả con cá tai tượng. Anh em nhìn thấy không? Nó đánh nhau chảy hết cả đầu. Con này cũng bị rách vây. Hai con đều là dòng cá dữ. Mình thấy khá là thích vì nhìn nó cũng ngoại hình cũng đẹp. Trước con cá tai tượng kia có lần đánh con cá hổ của mình rách hết cả mồm mà mình phải chữa trị đấy. Bây giờ mình đã tách nó ra một thời gian. Bây giờ mình lại quay lại mình thử ghép xem được không. Tại vì nuôi cứ mỗi con cá một bể này sẽ rất là tốn bể. Sau này mùa đông lại mỗi bể một sưởi nữa thì tốn điện lắm. Tập nuôi ghép từ bây giờ cho nó ở chung, cho đánh nhau nó hình thức nó hơi xấu một tí cũng được. Đây anh em nhìn này, cái đầu của con cá la hán bị đánh chóc cả vây. Con tai tượng này cũng thuộc dòng khá là đầu gấu, mặc dù con cá la hán này được coi là một trong những con cá giang hồ nhất nhưng mà gặp em tai tượng trẻ trâu kia thì cũng vẫn bị bụp như bình thường thôi. Mình sẽ lấy cái bể này làm bể nuôi con common mà mình vừa được tặng và mình chuyển hết bọn này lên trên. Con cửu sừng này cũng là dòng cá ăn thịt nhưng mà gặp hai em trẻ trâu và giang hồ này thì cũng phải nằm im thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ dọn cái bể này trước, hút nước ra, hút cát, và cái cát này mình sẽ tận dụng để làm cát cho cái hồ nuôi bọn gì nhỉ, tự nhiên quên, bọn cua ẩn sĩ, gọi là cua ẩn sĩ nhưng mà mình hay gọi là bọn ốc mượn hồn. Đây cho anh em xem bọn ốc mượn hồn mình đang nuôi ở đây, nhưng mà cái lớp cát nó hơi mỏng ấy, cát mỏng quá, với cả mình cần thêm nhiều đồ trang trí. Ngày mai hoặc mấy hôm nữa mình sẽ lại setup, mình sửa lại cái chỗ ở cho bọn ốc mượn hồn này và mình sẽ nhập thêm mấy em nữa nuôi cho nó vui. Hiện giờ mới có hai em. Mọi người còn nhớ hai em ốc mượn hồn mà mình quay clip từ cách đây 3 tháng không? Đây chính là nó đây. Vẫn sống rất là tốt, sống khỏe, ăn cũng rất là khỏe nhá.
cũng chả phải cầu kỳ gì đâu. Để hôm nào mình làm lại cái chuồng này xong rồi mình sẽ nói thêm về kinh nghiệm, về những cái trải nghiệm của mình sau 3 tháng nuôi bọn ốc mượn hồn này. Nó không quá cầu kỳ như mọi người thường nghĩ. Và bây giờ mình sẽ đi dọn cái đống bể này đây. Dọn hai bể này, một bể sẽ nuôi em common. Đây là em common thuần chủng, lát nữa mình sẽ bắt ra cho mọi người xem. Còn cái bể này thì sẽ để nuôi mấy con cá dữ này. Hy vọng chúng nó sẽ ở được với nhau. Mới ngày đầu làm quen phun hít thôi mà đã chóc hết cả đầu rồi. À, bây giờ mình sẽ phải đi lấy cái vòi hút nước này. Để lấy được cát ở trong bể ấy. Hút nước ra một cái chậu này. Đây, để sẵn ở đây, tí hút nước ở đây xong cát nó sẽ lắng ở dưới. Là mình sẽ lấy được cát thôi. Ôi dồi, nóng dã man. Thời tiết ở Hà Nội bây giờ thực sự là kinh khủng. Cái kẹt đó nhỉ. Đang tìm cái kẹt giữ ống. À đây, cái kẹt này để giữ ống nước này. Lấy nước mồi vào đây xong tí nữa hút ra, hút cát ra thôi. Ôi ôi, xoắn lắm. Cho hết bọn cá ăn thịt lên đây. Mới nữa mình sẽ lấy cái bể to về, có bể hơn 1 mét để nuôi bọn cá ăn thịt. Lúc ấy sẽ lại nghĩ xem bể này nuôi cái gì. À, mình mới được cho 2 cái bể to. 2 bể đấy thì nuôi cá thì quá hợp lý. À, Donald Trump đang nằm. Mai bắt đầu lên rêu rất là nhiều. Ngày mai mình sẽ lại phải cọ mai cho nó. Còn đấy mai vàng mà, mình không thích bị rêu nhiều. Nó chỉ điểm một chút màu xanh thôi thì ok. Nhưng mà lên rêu nhiều quá thì không thích. Mất cái vẻ đẹp vàng, màu vàng của mai đi. Cái con common thuần chủng phun đen kia kìa, mà mình mới được tặng ấy. Thì con đấy thì mình chắc là mình sẽ cho lên rêu. Con đấy lên rêu thì lại đẹp. Đấy nha, bây giờ hút cát ra thôi. Đấy, anh em nhìn thấy không? Sẽ hút hết cát ra cái chậu kia. Cát này mình sẽ tái sử dụng lại làm nhà cho bọn ốc mượn hồn. Thực sự là nuôi cá ăn thịt ấy mà trả nền cát này đến lúc mỗi lần vệ sinh vất vả lắm. Và nó cũng bị bẩn bẩn, nhìn rất là khó chịu. Rồi sau một hồi thì mình cũng đã hút sạch được cát. À, cách hút cát ở trên trong bể rất là hiệu quả. Hết sạch luôn. À, bây giờ cho mọi người xem cát nó ra chậu như nào. Đấy, nó lắng hết ở chậu. Và nước mình cho chảy thẳng xuống đấy. Hố cái ga thu nước này.
nước nó tràn ở trên chậu nó cứ thế nó chảy thôi, còn cát nó sẽ lắng xuống. Là cát này mình sẽ dùng để làm cho bọn làm nhà cho bọn ốc mượn hồn. Và bây giờ cái bể kia thì ngày mai mình sẽ set up để nuôi mấy con cá dọn bể, cá dữ, la hán các kiểu. Hôm nay mình chỉ làm đến thế này thôi, nóng lắm. Đây, trên này, đây, mọi người nhìn này, nắng kinh không? Đấy, may mà mình còn trồng một hàng cây ở phía này che cái sân thượng đi, không thì nắng dã man này. Đây nhìn này, anh em thấy được. Bây giờ là gần 6 giờ chiều rồi nhá, mà trời nó vẫn như này, kinh khủng khiếp. Mỗi ngày làm một ít thôi. Đây cái bể này mình đã dọn sạch sẽ, ngày mai sẽ cho bọn này lên. Còn cái bể này ở dưới này mình sẽ cho con mon này sang ở đấy. Hôm nay làm thế thôi, ngày mai sẽ chiến tiếp.